cuộc đời diễn viên Mai Hoa, đời Cát lặng lẽ rời xa màn ảnh. Bộ phim Đời Cát của đạo diễn Thanh Vân đã làm thay đổi nhiều cuộc đời. Chị bé cụt chân bán hàng ở Quảng Trị sau khi đóng phim đã lên Người Đương Thời tâm sự về cuộc sống mới, hạnh phúc đã mỉm cười với chị. Chị không chỉ nhận được sự quan tâm giúp đỡ của nhiều người, chị còn có em bé, đứa con khiến cuộc sống của chị trở nên ý nghĩa bội phần. Nhiều năm sau Đời Cát, cô bé Lan Hà đóng con gái Tâm, Hồng Ánh lại được đạo diễn Thanh Vân nhớ đến trong bộ phim mới Trái Tim Bé Bỏng. Cô bé mới chỉ đứng trước ống kính máy quay trong hai phim của Thanh Vân đã nhận được giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất tại lễ trao giải Cánh Diều Vàng năm 2007. Và Đời Cát cũng làm thay đổi cuộc đời của diễn viên Mai Hoa, người đã được đạo diễn Nhuệ Giang, vợ của đạo diễn Thanh Vân, nhắm vào vai bà Thoa chứ không phải là ai khác trong phim của chồng. Trước khi nhận được vai bà Thoa, diễn viên Mai Hoa suốt nhiều năm trời vẫn lặng lẽ đi về sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần với những vai diễn phụ. Chị theo học nghề diễn, nhưng điện ảnh vốn không hào phóng sẽ chia thành công cho tất cả những ai miệt mài theo đuổi nó, nhất là với những người khiêm tốn về nhan sắc như chị. Mai Hoa tốt nghiệp trường nghệ thuật sân khấu 2, nay là trường cao đẳng sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Đã từng tham gia các phim truyền hình Xóm Nước Đen, Những Đứa Con Thành Phố, Bến Sông Trăng và các phim điện ảnh Đời Cát, Người Mỹ Trầm Lặng, Những Cô Gái Chân Dài. Ở sân khấu kịch IDCAF, Mai Hoa đã thành công trong các vở Nắng Sớm Mưa Chiều, Trái Tim Nhảy Múa, Cậu Đồng, Cái Tráp Vàng, v.v. Không có nhan sắc quyến rũ, nhưng với chị, làm nghệ thuật mà được khán giả đánh giá tốt là đã hoàn thành nhiệm vụ. Chị sống với nghệ thuật chỉ vì điều đó. Chị diễn rất thật, không mảng miếng và tất cả đều xuất phát từ cái cảm nhận và con người rất thật của mình. Cuộc sống cơ cực từ nhỏ đã hình thành trong Mai Hoa một lối sống rất giản dị. Chị mới đóng phim vì điện ảnh gần với đời hơn và mình thì thích sống thật. Công việc hiện tại khá bận rộn, ngoài lịch diễn ở IDCAF, chị còn nhận làm biên tập sân khấu cho đài truyền hình Cần Thơ. Ngoài ra, chị còn chỉ đạo diễn xuất cho các người mẫu đóng quảng cáo. Mai Hoa giải bày, tất cả vì cuộc sống, tôi làm việc để sống và sống để diễn. Những chuyện về Đời Cát. Con đường nghệ thuật của Mai Hoa nhìn vào ai cũng tưởng là sự tình cờ. Nhưng có ai biết, để có được sự tình cờ mà cũng có thể là duyên số đó, Mai Hoa đã có một quá trình rèn giũa trong cuộc sống vốn không mỉm cười với Mai Hoa khi cô bước vào tuổi con gái. Gia đình từ có của ăn của để bỗng chốc hóa trắng tay, để lại trong lòng người mẹ của Mai Hoa một dấu ấn buồn. Bà không còn tin vào cuộc đời. Điều đó cũng đã ảnh hưởng sâu sắc đến Mai Hoa khi cô bước chân ra bươn chải với cuộc sống. Những ký ức đó, Mai Hoa nói rằng cô muốn quên đi, nhưng có lẽ ông trời không cho quên khi cô gặp một bà Thoa trong Đời Cát. Đó là một kỷ niệm mà đến bây giờ Mai Hoa vẫn cho là hành trang đẹp nhất trên con đường nghệ thuật của mình. Tháng 6 năm 1999, khi đạo diễn Nguyễn Thanh Vân đang tìm kiếm một gương mặt thật khắc khổ và cam chịu cho bộ phim Đời Cát của anh, thì Mai Hoa đêm hàng đêm vẫn đi về với những vai phụ ở sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi cái duyên may đã đến khi một lần Nhuệ Giang, vợ của đạo diễn Nguyễn Thanh Vân, lúc đó là phó đạo diễn Đời Cát, từ Hà Nội vào đến sân khấu này xem kịch. Chị đã ngỡ ngàng và bần thần khi biết rằng bà Thoa, Mai Hoa đây rồi. Gương mặt này, vóc dáng này thì còn tìm đâu ra nữa. Ai có thể có được cái dáng còng cõi đợi chờ như Mai Hoa? Ai có được cái gương mặt đầy hy sinh và lặng lẽ như Mai Hoa? Cái hình ảnh bà Thoa gục đầu vào mảng tường rêu cũ kỹ để nghe tiếng còi tàu đang đưa người chồng mình đi xa dần với một người khác thì còn ai có thể diễn tả ngoài Mai Hoa? Thế là những bức ảnh chụp vội vàng của chị được gửi ra Hà Nội cùng lời bảo đảm chắc nịch với đạo diễn chồng. Cho đến thời điểm này, không ai ngoài cô ấy có thể vào vai bà Thoa. Và quá thật, Mai Hoa đã không làm phụ lòng đạo diễn Nhuệ Giang cũng như đạo diễn Nguyễn Thanh Vân. 3 tháng trời với sương gió miền Trung, Mai Hoa như là một người khác. Nước da sạm đen, đôi mắt như sâu hơn, chỉ có nụ cười lặng lẽ là đã bớt đi phần khắc khổ. Mai Hoa đã có thêm những người bạn mới. Đêm cuối cùng khi đoàn phim đóng máy ở Quảng Trị, Mai Hoa và cô bạn Hồng Ánh vai bà Tâm trong Đời Cát lần đầu tiên biết chén rượu nồng nàn của cuộc đời là gì. Họ say trong nước mắt, trong tiếng cười của đôi vợ chồng Vân Giang. Hai người bạn diễn đã trở thành một đôi bạn ngoài đời thân thiết kể từ đó. Nhuệ Giang và Nguyễn Thanh Vân
cũng trở thành niềm an ủi của Mai Hoa cũng như Hồng Ánh những lúc họ thấy cô đơn nhất trong nghề nghiệp. Rồi thì đời cát rong ruổi ở những liên hoan phim quốc tế, Mai Hoa lại trở về với công việc thường ngày, phụ mẹ bán gỗ, trở về với những bà bảy bà năm trên sàn diễn kịch, đóng những vai xấu ơi là xấu trong các phim truyền hình. Và liên hoan phim châu Á Thái Bình Dương lần thứ 45 năm 2000 diễn ra ở Hà Nội. Đêm công bố giải thưởng, ai cũng tin rằng giải thưởng sẽ thuộc về bộ phim Tâm Trạng Khi Yêu với cặp tài tử Lương Triệu Vĩ, Trương Mạn Ngọc. Vì trước đó mấy tiếng đồng hồ, Trương Mạn Ngọc và Lương Triệu Vĩ đã vội từ Hồng Kông bay sang Hà Nội. Nụ cười đã nở trên môi Lương Triệu Vĩ, nhưng nụ cười đó anh đã dành cho một người khác khi chính anh xứng danh nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Mai Hoa trong phim Đại Cát. Khán phòng nhà hát lớn Hà Nội như nín lặng. Hồng Ánh đang xem trực tiếp truyền hình từ thành phố Hồ Chí Minh như muốn hét lên. Còn Mai Hoa đâu rồi? Cô đang đứng tận trên cùng của tầng 2 nhà hát. Mai Hoa đứng đó mà như chết lặng. Đến khi kịp giật mình thì đã bị vợ chồng Thanh Vân, Nghệ Giang đẩy lên đến sân khấu rồi. Nhận bó hoa từ tay Lương Triệu Vĩ, nụ cười Mai Hoa như khóc. Cả khán phòng vỗ tay. Lúc đó chỉ có một người tặc lưỡi che Mai Hoa. Cái con, diễn viên gì mà để cái mặt như ma lem lên nhận giải? Người đó chính là mẹ của Mai Hoa. Bà đang xem trực tiếp truyền hình tại thành phố Hồ Chí Minh. Đó cũng là lần đầu tiên bà nở nụ cười khi nghĩ về cô con gái đang theo nghiệp diễn viên. Đi không có nghĩa là rời xa. Sau đời cát, Mai Hoa trở về với cuộc đời của mình, giản dị và lặng lẽ. 38 tuổi, chị lấy chồng và định cư ở Úc. Anh chị đã chào đón thành viên mới của gia đình. Tôi vốn nhận ra từ lâu mình không phù hợp với đời sống của một người nổi tiếng, lụa là xe xua. Đồng thời, tôi cũng hiểu cái cuối cùng người phụ nữ cần là gì. Trước đó tôi từng nhiều lần tự hỏi liệu mình có đủ đam mê đi với nghề đến cuối đời mà không cần gia đình hay không? Câu trả lời là không. Vậy là tôi quyết định đi. Tôi đi để trở thành người phụ nữ đúng nghĩa. Đi để làm vợ, làm mẹ, Mai Hoa từng chia sẻ. Sang Úc, vừa làm mẹ, vừa đi học sản xuất các chương trình truyền hình. Nhưng đáng tiếc, trong quá trình đó, vợ chồng chị xích mích và gia đình tan vỡ. Chị bảo, thôi thì lại đứa con. Tôi nghĩ bình yên hay hạnh phúc là cảm giác bằng lòng hay không với những điều mình có. Ở tuổi này, tôi có một đứa con xinh đẹp, ngoan ngoãn và cá tính. Có một mối quan hệ tốt với chồng cũ, có bạn bè. Tôi thật ra còn thấy mình nhận được nhiều ân sủng vì được sống nhiều cuộc đời, Mai Hoa chia sẻ.